Mấy giờ bay nhỉ em nhỉ? 11:40. Ok. Có đi phát không ấy? Em không biết. Anh xem nào. Khi những chú chim sắt hiện đại giang đôi cánh bay lượn trên bầu trời, rút ngắn khoảng cách địa lý, đưa thế giới xịn gần nhau hơn. Nhưng nó cũng mang trọng trách lớn cho đội ngũ nhân viên kỹ thuật, phải đảm bảo tính mạng an toàn cho bao nhiêu sinh mệnh. Để có những chuyến bay an toàn ấy, sau khi máy bay hạ cánh là những giờ làm việc căng thẳng của những kỹ sư bảo dưỡng máy bay. Tôi là Nguyễn Quang Luân, sinh năm 1987. Hiện đang sinh sống tại xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội và đang công tác tại công ty kỹ thuật máy bay Vaeco. Trước là học đại học Bách Khoa, khoa vật liệu điện tử. Hồi lúc ấy công ty đang cần người, thì qua giới thiệu thì mình được tuyển vào công ty thôi, cũng là may mắn. Công việc chính của tôi là kỹ sư sửa chữa bảo dưỡng máy bay. Việc bảo dưỡng máy bay cần tuân theo những quy định và quy trình nghiêm ngặt của nhà sản xuất máy bay, cũng không cho phép bạn sai sót nhầm lẫn nhiều, cũng không thoải mái như ô tô xe máy ở ngoài. Đơn vị tôi là một trong những đơn vị áp lực nhất, vất vả nhất của công ty. Nó giống như đội đặc nhiệm chiến đấu ở tuyến đầu. Cứ khi nào máy bay đáp xuống mặt đất thì họ phải có mặt để kiểm tra hỏng hóc và sửa chữa, bảo dưỡng mau lẹ nhất có thể, đưa máy bay vào khai thác tránh delay. Đơn vị mình làm là đơn vị bảo dưỡng ngoại trường, không có mái che, không phải làm trong phòng ốc có mái che mà là làm trực tiếp dưới sân đỗ. Mùa hè là mặt đường băng, mặt sân bay nó rất nóng, mùa đông thì gió nó lạnh. Còn sợ nhất là hôm nào trời mưa mà vẫn phải làm. Làm đêm làm hôm. Một ngày làm ngày, một ngày làm đêm, hai ngày nghỉ thì ngày làm 12 tiếng. Sửa chữa cho nhanh để đưa vào để bay đúng giờ. Thành ra là áp lực về thời gian. Quy trình được update liên tục. Cho nên là người kỹ sư bảo dưỡng là phải theo kịp rất nhiều, phải xử lý rất nhiều thông tin. Thì trước đây là mới đầu vào công ty là cảm giác không theo kịp. Làm đêm làm hôm, nhiều lúc làm đến 2 giờ đêm là bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi và không tập trung, chẳng hay để bụng trong tâm những cái chuyện nó nhỏ nhặt thôi nhưng hay để bụng trong tâm, thành ra là hay cáu gắt, hay tính nóng giận. Nhiều lúc mình cứ để bụng nhiều quá thì đầu óc nó cứ nhớ nhớ quên quên, nó không tập trung được công việc, không cái tôi nó quá lớn mà đấy, các mối quan hệ không sắp xếp được về mối mọi người trong gia đình, bạn bè rồi đồng nghiệp, thành ra là nhiều lúc áp lực lắm, thành ra là bệnh, nghĩa là mình bị mất ngủ, nhiều lúc đầu nó muốn ngủ nhưng mà không ngủ được, thế là càng không ngủ được càng cáu gắt, nói chung là nó không hợp ý mình, nói chung là tất cả mọi thứ đều chống đối lại mình đấy, và nó khó khăn, cảm giác như là bế tắc. Mất ngủ trầm trọng khiến tôi rơi vào tình trạng căng thẳng, stress, hay bực dọc, cáu gắt, đi khám, chạy chữa, uống thuốc, bao nhiêu thuốc cũng chẳng khỏi. Nếu tình trạng này kéo dài, tôi sắp không chịu nổi nữa. Không còn lối thoát, tôi bèn tìm đến Phật giáo. Tôi có niềm tin rằng các vị Phật đạo thần là có thật. Có một cái chuyện là mình hơi bất ngờ là trong những năm đại học thì một người bạn họ cũng là thuộc cũng dạng tín Phật, thì bạn ấy đưa cho mình mượn cuốn sách là Cuộc đời của Đức Phật. Mình đọc hết cuốn sách mình sẽ cảm thấy rất lôi cuốn. Trước là Thái tử Tất Đạt Đa bỏ ngôi vua đi tìm đạo, đi khổ tu đi tìm đạo, rồi dưới đắc đạo dưới cội bồ đề như thế nào đấy. Nhớ mãi là sau khi Phật đắc đạo là có hát một bài kệ:
Tôi vẫn nhớ vạch đấy, là đại ý là đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài kẻ ngu, không biết chân diệu pháp. Tôi cũng niệm Phật cầu mong các vị Phật cứu giúp tôi giải thoát khỏi cuộc sống trầm luân đau khổ này. Tôi lang thang trên mạng đọc những bài kinh kệ, những kinh điển Phật giáo, nghiên cứu giáo lý Phật pháp, đọc những câu chuyện đời này đời trước của Thích Ca Mâu Ni Phật, niệm tên tất cả các vị Phật, có gì hay thì tôi đều đọc cả, nhưng mà tình trạng bệnh tật vẫn không khá hơn được bao nhiêu. Đến lúc này tôi bỗng nhớ đến Pháp Luân Công mà bạn tôi giới thiệu trước đây, mà tôi chỉ đọc vài trang rồi bỏ qua. Tôi nghĩ hay mình luyện thêm cả Pháp Luân Công, biết đâu khỏi được bệnh thì sao. Nhưng không ngờ lần thử này đã đưa cuộc đời tôi sang trang mới. Rồi 2013 đến 2014 cứ thử tập thử luyện để xem như nào. Thì luyện thì thấy này đọc sách thấy đọc rất vào, đọc rất hiểu. Nhưng mà đọc sách thì lại vào thì lại càng ham đọc. Đọc đến đâu thấm đến đấy. Đọc với thầy dạy những cái đạo lý mình chưa bao giờ thấy thầy nào dạy hay như thế. Là một kỹ sư máy bay hàng ngày tiếp xúc với công nghệ hiện đại, tôi chưa dễ tin ngay vào những gì sư phụ Lý viết. Nhưng càng đọc sách của thầy, mọi bí ẩn về sinh mệnh, nhân loại, vạn sự, vạn vật, vũ trụ, thời không, dần dần giải khai trước mắt tôi. Mình đi học 12 năm học, rồi 5 năm đại học, học nhiều khoa học đến từ phương Tây, nói chung là những môn vật lý hóa học, rồi triết học, toán học. Đầu óc cũng dần dần bị hiện thực đi, thành ra không tin vào có Phật nữa. Nếu mà tin vào thần thì ông tin vào lời Chúa, ông tin vào lời Phật thì ông không bao giờ làm điều ác cả, ông cũng không bao giờ có lòng tham. Nhưng mà vì con người có dục vọng lòng tham, vì con người được khoa học ban cho rất nhiều cái của cải vật chất, cho nên là mới cố tình phủ nhận, tạo ra một xã hội hiện đại mà chẳng ai tin vào thần Phật cả. Những người tứ thần thì lại bị những người vô thần chê cười. Những cái điều tâm linh tín ngưỡng là con người không giải thích được nhưng vẫn chê cười. Thành ra là xã hội càng ngày càng coi trời cũng vùng, chẳng cái gì cũng làm, cái gì cũng dám phạm, cũng không sợ trừng phạt. Ngày xưa người ta sợ là bị làm điều ác thì bị trời trừng phạt, bị xuống địa ngục, bị diêm vương, người sợ lắm, cho nên không ai dám làm điều ác cả. Người ta sống hiền lành, mỗi nơi đều có tín ngưỡng, đình đền miếu mạo vào thần vào Phật. Mỗi nơi đều tin vào vị thần của họ. Ví dụ người phương Tây tin vào Chúa, người phương Ông thì có nữ hoa, có thần này thần kia, người ta đều tin và người ta đều làm theo lời thần dạy bảo, đều sống từ bi hiền hòa, đều là người tốt. Con người ngày xưa rất chất phác, phúc hậu, bây giờ người ta nhiều của cải hơn, nhiều tiện nghi vật chất, nhưng mà người ta cứ truy cầu như thế, thành ra nó cũng không thỏa mãn được, cứ truy cầu liên tục, thành ra không bao giờ thỏa mãn cả. Thành ra là con người chưa chắc đã hạnh phúc hơn. Ngày xưa học cấp 3, ở trường học có cái thư viện, thì trong đấy rất nhiều sách, đặc biệt là sách về viết về vũ trụ. Thì mình rất thích vũ trụ quan, về viết về các thiên thể, cảm giác kích thích tò mò mình. Thì đọc sách chuyển pháp luân thì và các sách khác thì dần dần mình vỡ ra, dần dần cứ đặt câu hỏi vì sao thì dần dần mình đọc sách mình lại càng có câu trả lời. Mọi thứ đều được giải đáp trong sách chuyển pháp luân. Mình tin đại pháp là khoa học tối cao, là tâm can nó xúc động. Thế ra là mình nó từ đấy là mình tu luyện theo, mình hành theo pháp của thầy. Thì bề mặt thì chuyển pháp luân thì đều dạy là người tốt thôi, đều là con người tốt hiền lành, từ bi, vui lắm, vui vẻ, tâm mình rộng mở hơn, không chấp được cái gì cả. Tất con người nó thật thà hơn, không giải dối như ngày xưa. Và chính vì là mình điều chỉnh cái tâm của mình ấy, thì thành ra là mọi thứ đều thuận lợi. Từ sau tu luyện cũng là mình khỏe hơn rất nhiều. Làm đêm không về, tất nhiên có mệt, về luyện 5 bài công pháp là khỏe luôn, người tỉnh táo. Chưa bao giờ ngủ ngon như là nhà trước đây, cứ không bao giờ cầu mong giấc ngủ ngon, không được. Cấu tạo máy bay nó phức tạp, nhiều vấn đề trước đây là khó.
của đối với mình bây giờ là đơn giản, nói chung là làm việc hiệu quả hơn. Chỉ có đại pháp chân chính mới có thể cải biến đến tận bản chất con người, cải biến tất tần tật, không chỉ đạo đức mà rất nhiều phương diện cải biến mình từ một người nóng tính trở thành người hiền hòa hơn. Có những cái rắc rối, không có những cái này cái kia, nhưng mà rồi cuối cùng đều về tốt đẹp ấy. Sự hạnh phúc to lớn nhất là được đắc được đại pháp đại đạo, không còn mê mờ nữa, nào cũng chỉnh sửa con người, lúc nào cũng nhìn nhận bản thân có phương diện nào cũng tốt, ngay cả xảy ra mâu thuẫn vô duyên vô cớ thì cũng đấy là coi là để cao nhất lực của mình. Mỗi người tu luyện chân chính, pháp luân đại pháp đều như vậy cả, sẽ lòng giúp đỡ mọi người, thành ra là họ quý, khi gần mình họ thấy thoải mái. Giờ mình cũng như là biết ơn sư phụ là vô hạn, mình nghĩ đến bây giờ mình thấy xúc động. Khi đọc sách chuyển pháp luân nghĩ xúc động, mình biết ơn sư phụ đó. Tâm can chấn động.